Đây, anh em mấy em chuẩn bị sức nữa cả nhà, chuẩn bị bày tiệc ăn ăn mừng nha. Đó. Ăn lễ muộn. Tôm biển sú. Tôm biển sú. Con này mà bự hơn là khoảng 700-800 ngàn cái. Con này nếu loại này. Mực. Cá. Tôm còn lẩu nữa. Đó. Cái này ăn xong mà say say tụi em nhảy xuống bơi nha cả nhà. Ê lão Cát, tại sao vợ tao nói tao quan tâm mày hơn vợ nữa sao hả? Thiệt mà, thiệt, vợ tao nói tại sao quan tâm bạn hơn quan tâm vợ, thiệt mà. À, vợ đây à. Đúng không vợ? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi nha. À, hỏi mày tới đâu rồi? Đây, anh em chuẩn bị ăn rồi cả nhà. Chắc cả vui cả nhà. Lâu lâu anh em quý xuống đi chơi rồi, còn mấy ngày nữa em bay rồi. À, ngày 8 em bay cả nhà. Đó, tôi lắc xong nhậu xuống, nhậu xong, nhậu say say xuống. Xuống đây bay nha, xuống đây bơi, có con vịt nữa này. Ui. Đó. Anh Sang lắm nha anh Sang. Đây, anh Sang đang mang đi ra nhậu rồi cả nhà. Đó. Mấy anh em vào tiệc nha cả nhà. Đây là bị sặc nha cả nhà, ăn xong bồ tạc bị sặc. Thôi, vô thêm cá nha thấy. Vô. Thôi, giờ mấy anh em rất là vui nha, đó thêm ăn sặc, thêm ăn sặc nữa nha, bị ăn bồ tạc. À. Ok mà. Trong tầm đâu bị sạch đâu. Đây cái bộ tạng nha. Đây. Anh này đừng nói người ấy tiếp lên. Cứ nói. Ừ. Không có gì đâu. Đây là bác tài đầu bếp sáu sao rồi nhà đó. Nấu nhà hàng Á Đông bữa nấu khét với ông đá về Vũng Tàu nấu luôn rồi. bữa nấu khét với ông đá về đây nấu luôn hôm bữa đầu bếp sáu sao bị nấu nhà hàng bị nấu khét nha, bị đuổi ra bây giờ nên nấu nha đó. Wow, nhưng mà vẫn còn một nồi lẩu nữa nha, bắp này kia rất cũng rất là ok nha đó. Con tôm cái là được cả nhà ăn miếng cá tươi nha, cá bồ tạc. Cho vào nồi đi, không cho vào rất là ngon, ngọt. Còn mực. Giật nạch. Này phải chở qua Thanh Đa, ăn cháo vịt Thanh Đa. Tướng này khỏe rồi, phải ăn cái mực Thanh Đa, nó rất là thèm. Mực bắt tạm, mực một nắng. Đúng rồi, hình một nắng. Mực này nhát lửa mà. Chín quá là không ngon. Khô quá không ngon. Có ăn nghệ nha. Nhưng mà em thích ăn nghệ nha. Này ngon nhất này. Mực khác này cũng chưa. Em thích ăn nghệ năm sau thôi. Nghệ này hơi nhỏ. Đang nhậu nãy giờ, trời mưa cả nhà. Trời đang chắc là mưa ngoài nha. Đó. Thấy em dọn vào đây. Dọn vào đây xịt nha cả nhà. Ăn lẩu giờ ra món lẩu nữa. Đó. Rồi, hai chị em đang làm gì đó? Hai chị em đang leo cây nha cả nhà. Đó. À. Cao quá phải leo nha. Rồi. Giờ mấy anh em chuẩn bị đi dạo cả nhà, giờ khoảng 9 giờ mấy rồi, 10 giờ rồi. À, đi dạo vòng nha. Anh Hiếu đang ăn cắp xe cả nhà. Đây mấy anh em đi bộ. Mấy ăn no nha. Wow.
Rồi, mấy em đã ra tới biển cả nhà. Đó, đây là ra tới đây sáng sáng nha. Để bán mấy cái cá viên chiên. Đó. Cũng mà bên cái bãi biển rất là nhiều khu du lịch nha cả nhà. Mấy cái xe bãi đậu hàng luôn. Đó. Giờ mấy anh em đi lăng thang. Ôi. Không mấy kệ ha. Đó gì mấy kệ em. Không. Hả? Giờ mấy anh em tính lấy xe đạp vậy nha, nhưng mà khó lấy lắm. Wow. Wow, dưới quá trời người luôn. Đúng là tới bụng tàu mà không xuống biển là hơi uổng nha cả nhà. Rồi mấy anh em mình xuống biển thôi. Xuống đó coi có gì bắt chơi không nha. Con heo này kia. Đó. Đúng là thành phố Vũng Tàu. Rồi. Sao không chơi? Anh Hiếu biển rất là sáng luôn nha cả nhà. À, bên kia là tàu nha. Giờ mấy anh em đang thăng xuống biển cả nhà. À. Giờ là khoảng 9 giờ đúng không ta? Giờ mấy giờ ta? 9:20 nha cả nhà. Rồi, là nước xuống nha cả nhà. Có mấy cái bãi đá. Đây. Rất là đẹp luôn. Đó. Còn bên kia nếu mà nước xuống á, ở ngoài ở kia có cái thờ gì đó anh chị. Đó là cái bàn thờ gì? Ở trên kia kìa. Đây là đền 5 cô 7 cậu. 5 cô 7 cậu nha, nhưng mà phá nước giúp mới có đường đi nha cả nhà. Đó. Wow. Hôm sáng mai lại em nghĩ sợ mé vậy em à, sợ nó bị nước lên á. Đó, rất đẹp luôn cả nhà. Bên em xuống đây chơi. Biển trong nha. Đây là người ta đang chăn lưới bắt cá nè cả nhà. Được mấy con cá. Cá này là cá trắng biển. Cá gì vậy? Cá câu á, giăng lưới. Chúng là chú chuẩn bị băng câu cho cả nhà. Chú coi cá chú băng câu nha. Đó. Chú đang canh. Đây là 2 3 5 5 với 7 là 7 người nha cả nhà. Đó, vậy anh em đang đi bộ từ cái cầu nha, qua cái bà lại cái này nha. Đó. Giờ hiện tại em đang canh chúng này nè, canh chúng này băng cá nha cả nhà. Mà hiện tại chú chưa băng được con nào hết. Chú đang mang sắt cá nha. Nhưng mà chưa có canh được con nào hết nha cả nhà. Rồi, thấy rồi mất. Chắc vô rồi. Mong là được câu được 2-3 con nha cả nhà. Đó. Lúc này chắc là lâu nha, cú vàng chắc là lâu luôn. Khoảng 50 phút á mới quăng nha cả nhà. Nhưng mà mong được chú biết cái ca nha. Rồi, cố lên có cá. Có cá. Có một con cá nha. Đó. Có một con à? Ồ, được nhiều con ấy. À, mấy con luôn. Cá đục. Cá này cá gì chú? Cá đục.
Đây là đang vẽ, đang vẽ mê cung như cả nhà. Đó. Baby ơi. Đi đâu thế người mẫu? Đúng là càng tới càng đẹp cả nhà, sáng sủi luôn. Giờ mấy em đi khoảng 20 phút nữa chưa được nửa đường cả nhà. Đó, giờ tụi em lại tới cái chỗ này là mấy đứa bé thổi bong bóng á, rất đẹp luôn nha. Hồi nãy là tụi em túc cái nhà trắng túc dưới kia á, đi lên đây còn khoảng 20 phút, hai mấy phút, 30 phút nha. Bị bắt xe cả nhà. Bảo vệ không cho chạy từ đây cả nhà, bây giờ thu xe luôn nha. Đó, bảo vệ không cho bán đồ dưới này nè. Bị thu xe luôn rồi cả nhà ơi. Bởi vì người ta không cho bán đây nha. Bé này bán bắt luôn rồi, bị lấy chiếc thu xe luôn cả nhà. Thôi thì bắt xe luôn. Đó. Đi dạo cho tiêu. Nhiều hả có tay lỡ dòng đi nhiêu hả? Cây hả? Cây nhiêu? 25.000 cây hả? Hôm nay ngày thì giảm 50% đúng không? Hôm nay ngày thì giảm 50% hả? Quy định của nhà nước hả? Ông vì anh bắt đầu thấy được rồi. Không, ý là tắt cái cam, mình tắt cái km á. Tắt được hả? Đi mà sao tắt cam á, sao tắt được. Đưa đứa kìa, tắt cho nhóm. Cái gì vậy? Đi bà. Thì ấy. Cái con. Nên em là leo lên xe điện cả nhà. Xe điện đi chơi nha. Dạo vòng thành phố nha. Đây là bác tài đây. Đó. Chào chào. Giờ này còn chỗ nào không người ta bikini tắm cho bọn em chở quay kia. Giờ này thua rồi. giờ này chỉ có vô trong kia nó mới có camera. Giờ này muốn đó, là cho cô gái tắm tiền này. Ở đây tắm tiền tắm cho mình có tiền trong. Mát, sung sướng. Đít lâu ấy quá, bán ba bự lắm nha cả nhà. Nhưng mà tụi em mà không biết chơi bán ba nha. Đó. Đây được. Có ba quán. Quán Unit lâu đó với thằng bên cây bên đây bên cây Thành Thánh Mỹ Phin ở trên xe gác luôn. Để cầm tay quay nha cả nhà. Xe điện. Hôm nay đóng cửa rồi. Xong đi tìm vào quá. Đây cái khách sạn này là của bé. Mát cực kỳ luôn. Bắt tay dí. Bắt tay nói chị đi 30 à. Bắt tay chỉ giơ tay đầu hàng thôi. Nói chung là quán nhậu rất là ế nha cả nhà. Giờ mấy anh em đi nãy giờ hả? Cây súng Thành Thánh. Có ly. Giờ mấy anh em về tới nhà, mấy anh em chơi bia nhà nhà. Đó. Giờ đục thục kêu quá không thuộc lại nó. Giờ mấy anh em uống trà, ăn bánh trung thu nha, gà quay nha cả nhà. Rồi còn hai anh cao thủ đang đấu kiếm, đang thắng thua 500.000 giáng cả nhà.
đó. Thanh niên xăm hình nhiều quá, sợ quá. Hello, đây là buổi sáng của ngày thứ hai, không phải thứ nhất ở Công Ngọc này nè. Giờ mấy anh em rủ nhau đi bơi. Rồi, giờ mấy anh em ra biển chơi cả nhà. Đây. Chàng trai xấu muối đây. Ôi, dậy đi bơi ơi. Đây là mấy anh em đang ngủ chưa dậy nha cả nhà. Ơi. Dậy đi bơi. Ơi. Chờ em với mấy chị anh em ra chờ chị cả nhà. Ngày thứ hai em ở Vũng Tàu. Đó. Nhìn rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, bây giờ em sẽ xuống cho cả nhà mọi người cùng xem nha. À, vậy mấy đứa bạn em đang ngủ gáy khò khò không đi được rồi. Giờ chắc là em xuống này quay chút xíu em đi về. Đi ăn, nấu cơm ở nhà ăn nha. Rất là đông luôn, sáng sớm rất là đông người nha cả nhà. Hoàn hôn. Sáng sớm ngắm nào đây, ngắm hoàn hôn này cả nhà. Wow. Ơ thôi em đừng để anh nhảy. Alo. Để làm sao đi tắm được cả nhà. Bầu trời rất là đẹp luôn. Đây có chị dâu rồi ẩm bếp cái gian ngoài trên cả nhà. Đó. Đây để làm sao đằng sau nha. Hoàn hôn rất đẹp luôn. Xong cứ phải gói ly cà phê nha. Nó dằn. Còn kia là cái chùa nha cả nhà, phải mà phải bước xuống á mình mới lên đó được nha. Còn nếu không xuống mình không lên đó được đâu, không có đường đi á. Bé bé đang ngắm biển cả nhà. Bé bé ơi, bé bé, bé bé ơi, bé bé ngắm biển à? Bé bé con đang ngắm biển à? Hả, ngắm biển à con? Bé bé sướng lắm nha cả nhà, ra ngắm biển nha. Đó, ngắm hoàng hôn. Đấy. Giờ em xuống bơi cả nhà. Ê, dạ dạ. Lạnh teo chim. Giờ mấy anh em bơi nè cả nhà. Đang bơi, đang bơi. Đó. Cùng nhìn ở đây nhiều ghẻ. Tôi sang tập bơi về cho cả nhà. Đó, 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 đó. Wow, wow. Ghê năm sao, ô hồ, đi xa thế. Giờ 6 giờ mấy, 7 giờ sáng mà chắc là nhiều người bơi nè cả nhà. Đó. Wow. Rồi, giờ mấy anh em ăn sáng nha cả nhà. Đây. Ăn cơm đồ cũ. Ủa. Mấy anh em đi cà phê cả nhà. Đây, anh em mình tới quán cà phê ở về lên Hải Đăng xong rồi xuống đây là về Đặng Sơn Đăng. Nhìn quán cà phê ngắm biển nha cả nhà. Thôi. Ngắm mà view. Đó. Đó. Biển hồ đầy đủ nha cả nhà. Đó. Wow.
Con em tiếp tục đi ghé chùa nha cả nhà. Bé bé không chịu bú luôn, đi chơi bà không chịu bú luôn nha. Đi chơi không muốn bú luôn nha. Ham chơi quá. Ham chơi mà không bú hả? Không ăn không uống luôn. Đó, thức, nhảy, lắc đầu. Đó. Đây là tới cái chùa cầu duyên cầu phận cả nhà. Cầu duyên ớt. Đây là chùa cả nhà, có cái trái xoài. Đây là bán mấy cái Phật chổi này kia nha. Ở trong đó là cái chùa, cái ngôi đền. Đây ngoài đây nhìn nhà biển cả nhà. Đó. Bé bé ơi, ngủ dậy buồn rồi con. Hả? À. Giờ anh em tới chỗ ăn cơm nha. Ăn cơm niêu nha cả nhà. Đó. Đi tụi nó gặp anh chàng đẹp trai này cả nhà. Con này con ép có gì ta, con này con nhãi ta. Đó, không sợ đâu nha. Đó, tướng đẹp đâu, nữ hoàng đại đế. Rồi, anh em đang đợi ăn cơm nha. Đó. Rất là đông khách luôn. Chúc phan. Cà phao cho bóng cơm, chắc là bự luôn. Đó. Ngạch. Tiếp theo. Cơm. Trứng gan. Oh, wow. Sức fan. Ăn nãy giờ khoảng 5 phút chưa hết nè cả nhà. Vẫn còn đang ăn nha. Bán cơm rất là ngon luôn. À. Sau khi 20 phút. Sau khi 20 phút nè cả nhà. Có 9 người ăn à. À. Giờ mấy anh em đã đi chuyến Vũng Tàu về cả nhà. Thôi em xin chào tạm biệt mọi người nha. Có gì em nhận em sẽ up cái clip cho mọi người cùng xem nha. Đây là ông chủ nha cả nhà. Đây. Ông chủ anh.
anh bánh mì. Ê. Yo, đen hả? Là có xôi nữa nha, đó. Xôi hấp. Trong này là bến Phú Lâm nè cả nhà. Đó. Oh wow.